Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Bà ơi, là nhà này sao? Cuối cùng cũng tìm ra rồi. Con tưởng mình sẽ về tay không chứ. Bao nhiêu năm trôi qua, căn nhà cũng thay đổi nhiều, nhưng cánh cổng vẫn như xưa, không khác gì hết. Bà muốn vào trong không? Trong đó có gì hay ho chứ? Bà đã dẫn cháu thăm rất nhiều nơi rồi, nhưng chưa gặp người quen nào của bà hết đó. Cũng không chừng vào đó bà gặp lại được người xưa. Bà vào một chút thôi. Nơi này chỉ chứa những ký ức tủi nhục thôi. Khi ra đi, bà đã cắt đứt tất cả mọi liên lạc. Bây giờ cho dù trong đó vẫn còn ai nhận ra bà đi nữa, bà dám chắc với cháu là họ chẳng muốn liên hệ với bà đâu. Sao vậy? Làm dâu nhà Tanokura nhưng chỉ là danh nghĩa, bởi vì với họ bà chẳng là gì hết. Đúng là bất công thiệt đó. Bà luôn là người phải gánh chịu khổ cực mà. Họ đâu biết rằng thời gian đó bà phải chịu đựng sự hà khắc của mẹ chồng đâu. Thời bà đi làm dâu là như vậy. Thực chất ngay từ đầu bà chưa được bà ấy chấp nhận là con dâu. Vào thời của bà, đó là chuyện bình thường. Mang tiếng về làm dâu nhưng chẳng khác nào người giúp việc hết. Cứ quần quật đêm ngày. Chỉ có chị dâu của bà chấp nhận cực khổ và cam chịu, cho nên được bà ấy coi là con dâu thôi. Người gì đâu mà quá đáng vậy không biết. Về phần bà, nếu muốn được coi là con dâu của nhà Tanokura thì bà cũng phải biết nhẫn nhịn và cam chịu, coi như cả đời phải hy sinh cho nhà chồng. Ông cũng không biết, hình như đã gặp bà ấy ở đâu rồi thì phải, nhưng ông không nhớ nổi. Bà ơi, là ai vậy bà? Đó là Sataro, con trai lớn của anh hai. Bà nhớ ngày trước nó lên 10 thì chắc bây giờ cũng khoảng 70 tuổi. Hình như ông ấy không nhớ ra bà thì phải. Lúc đó nó còn nhỏ nên không nhớ ra cũng phải thôi. Để con gọi ông ấy lại nha. Không cần đâu. Nếu có duyên thì gặp. Những gì đã xảy ra chỉ là ký ức của riêng bà mà thôi. Thực tình bà không yêu thích gì nơi này, nên cũng không định tới để ôn lại chuyện cũ đâu. Nhiều lúc cũng không hiểu nổi bà. Lúc đầu con cứ nghĩ mình hiểu lý do bà tới đây nên mới đi theo bà. Nhưng tới giờ bà chỉ gợi lại những kỷ niệm buồn. Nếu đã quá buồn đau như vậy thì bà còn quay lại làm gì? Cực khổ lắm mới được hạnh phúc mà bà. Nhưng hạnh phúc đó, nếu không có buồn đau thì làm sao hiểu được. Đúng là đây, là dòng kênh này. Đây là nơi sao qua định tự tử. Chà, nhìn cũng sâu lắm đó bà. Cũng may là bà ấy thoát chết. Sawa không phải là người duy nhất. Ngày xưa cuộc sống khổ cực lắm. Hầu hết phụ nữ có chồng làm nông đều từng một lần nghĩ đến cái chết vì khổ không tả nổi. Nhưng không chỉ riêng phụ nữ ở Yamagata mới phải chịu cảnh này. Bà có bao giờ nghĩ tới cái chết chưa? Còn biết bà bướng bỉnh thế nào mà. Bà biết họ rất muốn đuổi bà đi, nhưng bà nhất quyết không để chuyện đó xảy ra dễ dàng theo ý họ. Vì vậy bà quyết định sinh con và tiếp tục chiến đấu đến cùng. Bà không chấp nhận đầu hàng đâu. Hơn nữa bà còn có Du Ư.
Nếu đi rồi Vô Ưu sẽ chịu cảnh mồ côi. Tội nghiệp thằng bé lắm, nên bằng mọi giá bà phải sống. Mọi người trong nhà đều lạnh nhạt nên bà thấy rất cô đơn, nhưng bà phải cố gắng sống tiếp. Bà tin rằng rồi sẽ có ngày mẹ chồng của bà sẽ chính thức nhìn nhận bà là con dâu của nhà Tanokura. Nhưng đã có lúc bà muốn từ bỏ. Dù cái thai càng ngày càng lớn, nhưng mỗi ngày bà phải ra đồng làm việc với cái nắng thiêu đốt. Mỗi lần cúi xuống bà thấy trong lòng nặng trĩu. Sau một ngày làm việc, bà mệt đến mức nói không ra hơi nữa. Oshina, em có sao không? Em mệt hả? Nếu vậy thì nghỉ đi. Em tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi. Oshin, Oshin. Con vất vả quá rồi Ryuzo. Chắc giờ này cũng mệt lắm rồi phải không con? Bà còn đang tắm với Vô Ưu kìa. Phải pha nước xong rồi đó. Con vô tắm chung luôn đi. Ôi trời đất ơi, làm trò gì vậy? Tại cái thai đang lớn dần nên cổ thấy mệt thôi mẹ. Con mình nó có thai hay sao? Chiều chuộng quá, có chừng nó leo lên đầu mà ngồi đó. Làm vợ nông dân chứ có phải là quý bà đâu. Nhớ lại lúc mẹ còn trẻ, mẹ làm việc cả đêm cả ngày, khi nào mệt quá thì trải chiếu ra cỏ mà nằm ngủ. Bây giờ hở một chút là ngồi ì ra than mệt than đau, nghe chói tai quá. Còn nhớ lúc mẹ có thai, mẹ vẫn ra đồng làm việc bình thường như không có gì. Công việc còn đầy ra đó, bây giờ mà nghỉ thì còn ai vào làm đây? Với lại mẹ nào có ý phân biệt đối xử gì với Oshin đâu. Đã là con dâu thì phải lo lắng trong ngoài chứ. Còn chuyện đi gánh nước, đúng là trong nhà mình có giếng thiệt, nhưng phải đi lấy nước ở ngoài để dành nước giếng lúc cần. Chưa hết đâu, Oshin chỉ phụ việc trong bếp là sướng hơn người khác lắm rồi. Vừa được ngủ là vừa ấm áp, còn muốn cái gì nữa. Mẹ không dám kêu Oshin làm việc ban đêm, nó cầm cây kim còn không nổi, đâu có làm được cái gì ra hồn đâu chứ. Nhưng cơ bộ càng ngày càng trốn tránh việc nhà thì phải. Buổi tối thì mẹ và Juneko phải may vá quần áo để cho mọi người mặc, chưa kể còn phải dọn dẹp nhà cửa. Còn nó mỗi lần nói tới là chỉ thấy nằm ườn ra. Còn chuyện con cái thì cũng có cái gì đâu mà khó khăn. Nếu ra đồng thì đem cái giỏ bỏ nó vô rồi mang theo, để nó ngồi chơi một mình rồi tiếp tục xuống ruộng mà làm việc. Công việc hàng ngày làm còn chưa tới phân nửa thì làm sao mà mệt cho được. Coi bộ dạng của nó kìa. Oshin, em có nghe mẹ nói gì không? Đúng là đàn gãy tai trâu, nó có coi lời mẹ nói ra cái gì đâu. Con nên coi lại thái độ của vợ con đi, chứ như vậy là không có được rồi đó. Oshin, Ryuzo. Con nằm dậy coi chừng bị cảm lạnh, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Thôi vô tắm nước ấm cho khỏe đi con hả? Nghe lời mẹ đi, tắm xong ra ăn cơm sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Con thấy trong người mệt mỏi làm sao á, không biết là có bị bệnh gì không. Con đang có thai nên cảm thấy mệt mỏi cũng phải thôi. Con không cần lo, y tá nói con và em bé đều khỏe mạnh. Cố gắng đi mà, 2 tháng nữa tới ngày sinh rồi. Có thai chán ghê á, lúc nào cũng mệt hết á. Chính vì vậy mẹ mới thấy thương con cái cưng của mẹ nhiều hơn nữa chứ sao. Nè, mau đứng lên đi con. Đứng lên. Oshina, em thấy trong người không được khỏe sao?
Anh về Kutaro hả? Em ngủ quên mất. Nhìn em mệt mỏi lắm đó. Dạ không, em không sao đâu. Coi bộ Oshin không làm thêm được nữa đâu. Chắc là bây giờ nó mệt mỏi lắm rồi nên mới ngủ quên trong lúc đang làm việc như vậy. À, để con bé nghỉ ngơi đi. Mướn người về làm thay cho con bé trong thời gian này. Nó mang thai thôi chứ có bệnh tật cái gì đâu. Đi làm dâu mà tối ngày cứ nghỉ ngơi rảnh rỗi thì cưới về làm gì. Nói hay như vậy sao bà không để Achiko làm việc với Oshin thử coi. Bà nói gì kỳ vậy? Không đúng sao? Nằm ương ra cả ngày còn ra thể thống gì nữa. Mẹ con nuông chiều con quá rồi đó. Nhà thông gia giao cho tôi chăm sóc Achiko, không lo tử tế người ta trách thì biết sao đây. Cái này rõ ràng là phân biệt đối xử. Hai đứa đều mang thai cùng lúc mà. Từ nay để Oshin nghỉ ngơi rõ chưa? Oshin. Dạ. Từ giờ con không cần phải ra đồng làm việc nữa. Ba sẽ mướn người làm thay cho con, nên cứ nghỉ ngơi đi. Dạ nhưng mà... Điều quan trọng là hai mẹ con của con phải được khỏe mạnh. Những chuyện khác không cần bận tâm làm gì. Mới sinh lần đầu thì phải giữ gìn là đúng rồi. Đằng này, nó sinh con lần thứ hai, ít ra cũng phải có kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe chứ. Chưa có gì hết mà rên la than vãn, thiệt hết chỗ nói rồi. Nếu chị ấy muốn thoải mái nghỉ ngơi á, sao không về nhà mẹ đẻ giống như em vậy nè? Đừng có hiểu lầm ý mẹ. Ý mẹ là chỉ muốn Oshin đừng lười nhác việc nhà thôi. Thấy chị dâu con không cũng vất vả mà có than phiền cái gì đâu. Cho Oshin nghỉ ngơi mới là phân biệt đối xử đó. Mẹ chỉ sợ làm lớn chuyện rồi người ta không biết lại gieo tiếng ác cho mẹ. Con phải dạy vợ con đàng hoàng một chút. Con mà không cẩn thận sau này nó ngồi lên đầu con đó. Em chuẩn bị ngủ hả? Mẹ và chị Chuniko sắp sửa mấy quần áo rồi kìa. Anh không biết bà đã nói gì với em, nhưng dù sao cũng phải nể mặt mẹ một chút. Em hiểu ý anh chứ? Từ giờ trở đi anh không muốn mẹ phải than phiền nữa. Ý của Ryuso là gì Oshin thừa hiểu. Có nghĩa là cô không thể nghỉ ngơi gì hết. Cô không hề oán trách chồng một lời nào, bởi cô biết anh cũng đang rất khó xử. Nhưng quả thật dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thay đổi được gì nữa. Và giờ đây cô như người đã chết.